Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái kinh nghiệm trồng bông nhãn thọ ha. Bạn nào mà quan tâm thì các bạn có thể là đăng ký kênh của mình ha. Qua năm sau thì mình vẫn là tiếp tục là chia sẻ cho bạn những cái kỹ thuật. Thì hôm nay thì mình có mấy cái tin nhắn mà của mấy bạn mà đang bán bông nhãn thọ nè. Thì bạn hỏi mình là lúc mà bạn mua cái bông nhãn thọ về thì cây nó rất là tốt luôn tại chủ vườn, mà sao về có vài bữa mà nó bị cháy lá, thì hỏi là cái nguyên nhân tại sao, thậm chí là có một số chậu là nó cháy rụi luôn. Thì cái nguyên nhân các bạn là do là các bạn tưới cái nước giếng ha. Đối với một số giống các bạn nó sẽ bị là không có thích hợp được với cái nước giếng. Cái nước giếng ở đây là nó có là hai loại nha mọi người ha. Một loại là cái nước giếng thường của mình, nó không có cái chất axit, còn vào một cái loại là cái nước giếng nó có chất axit ha. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái loại mà nước giếng mà có chất axit á mà chúng ta tưới là cây của mình là nó sẽ bị ảnh hưởng nha. Và có một số bạn cũng tưới nữa nhưng mà nó không bị ảnh hưởng, thì có cái nguyên nhân tại sao. Thì ở đây thì những cái giống như là 06 của đồng vàng các bạn, mà các bạn tưới những cái nước giếng mà có chất axit á thì nó sẽ hư cái bộ rễ ha, và thậm chí là nó cháy lá nha mọi người ha, mọi người lưu ý ha. Và đặc biệt ở đây nữa, khi mà cái mà mình mua bông các bạn về, các bạn hay bón phân thêm lắm. Ví dụ như bón cái phân 20-15 á, mà các bạn không biết cái liều lượng mà để các bạn bón á, thì cây của mình là nó cũng sẽ bị cháy lá nha. Nó cháy rễ, nó hư bộ rễ, cái nó cháy lá nó chết à. Thì do đó thì các bạn cũng không nên là bón phân 20-15 ha, mà chúng ta sẽ tưới những cái dòng phân như là ure một ít thôi, chúng ta không có tưới nhiều, tưới đặng cho cái bông của mình nó tươi nha các bạn ha. Một muỗng ăn canh các bạn pha từ là 10 cho đến 15 lít nước các bạn tưới cho bông nhãn thọ là được. Tưới một chút xíu thôi đặng cho cái bông của mình các bạn nó có cái lượng đạm á, nó ăn và nó không có bị tàn. Nó dành cho những bạn mà mua bông bán bông ha. Cái này thì thông thường thì chủ vườn người ta không có chia sẻ đâu, họ chỉ ra bông cho các bạn thôi, thậm chí là người ta cứ một cử phân cuối á, rồi các bạn không biết về các bạn tưới nữa, thành ra nó dư cái lượng phân ha. Ở đây là những cái dậu hoa mình để lại để mình quay cái dịp cuối năm mình chia sẻ cho mọi người ha. Và hiện tại thì giờ mình sẵn mình cập nhật cái tình hình mà giá bông dạng thọ nha các bạn ha. Hiện tại bây giờ là một cặp dạng thọ bây giờ nó chỉ còn có là 70 ngàn một cặp thôi nha mọi người, có nghĩa là một chậu như thế này nè chỉ còn là 35 ngàn một chậu thôi, mà không ai mua nữa nha các bạn ha. Hôm nay cũng đã là 29 Tết rồi, thì bạn nào mà cần mua bông mà để mà chân Tết thì các bạn hãy ra ủng hộ các anh thương lái ha. Mình thấy tình hình mình tìm hiểu các bạn bây giờ là chạy khoảng đâu là 200-300m là có một chỗ bán bông nha mọi người ha, mà không ai mua hết. Thậm chí là dân Sài Gòn bây giờ là người ta cũng đã về quê rồi. Mà năm nay thì cái tiền thưởng của công ty các bạn nó rất là ít luôn. Nó người ta chỉ mua những cái vật liệu mà dụng cụ mà để mà dùng trong Tết thôi, chứ mà bông này nọ thì người ta cũng ít mua, là chỉ những cái người mà làm ăn có tiền thì người ta mới mua thôi. Nhưng mà cái số làm ăn có tiền các bạn thì cũng rất là ít. Nó thì do đó thì anh chị nào mà có mà kinh tế mà ổn ổn á, anh chị mua ủng hộ mà những người bán bông ha, mình thấy cũng rất là tội nha. Đó là mình chia sẻ cho bạn vậy. Thì hôm nay thì mình chủ yếu mình chia sẻ cho bạn về cái vấn đề mà bông nhãn thọ của bạn bị cháy lá thôi, thì các bạn là không nên tưới những cái dòng nước giếng mà có cái chất axit ha. Các bạn hửi cái mùi nước giếng của mình á là nó bốc mùi thuốc tẩy luôn. Đó. Các bạn không tưới những cái dòng nước đó, còn những cái dòng nước mà các bạn cũng là nước giếng luôn, nhưng mà mình ngửi cái mùi nước giếng các bạn nó không có cái mùi mà tẩy các bạn, thì các bạn có thể là tưới được nha. Đây bông nhãn thọ của mình thì nay nó cũng nở rồi nha các bạn ha. Bữa cái lón này thì mình quay cho bạn xem thì nó mới là xe kén thôi, mà nay nó nở đều hết rồi nè. Tại vì mình chọn bông nhãn thọ các bạn là lúc nào mình cũng chọn những cái chậu nào mà nó có búp mà nó mới hơi xe kén các bạn, mình để lại mình chơi nó qua Tết luôn. Còn những cái giống bông mà nó mà nở mà hết cỡ á thì đi mình sẽ chọn những cái giống mà màu cam đỏ nha, nó rất là lâu tàn luôn nha mọi người ha. Tuy rằng là có nhiều người nói là giống vàng chanh nó lâu tàn, nhưng mà mình trồng ở đây thì kinh nghiệm mình cũng ít thôi, nhưng mà mình thấy sao thì mình nói như vậy. Mà màu vàng chanh thì nó màu trắng cánh hơn, khoảng đầu lối mùng 5 nha các bạn ha, là trắng cánh rồi. Mà các bạn mà muốn mà nó lâu tàn nữa thì các bạn có thể là bỏ thêm đất nha các bạn ha. Ở đây mình có bỏ thêm đất nè, trong đây mình bỏ thêm đất á đặng cho nó có cái chất dinh dưỡng nó ăn nha mọi người ha. Mình tưới nước vô, ngày mình tưới nó hai lần là cây của mình là nó lâu tàn, chứ mà các bạn không tưới là nó nở hết cỡ luôn á, nó không có đủ lượng nước, nó cũng héo lá nó chết nữa. Rồi thì hôm nay chia sẻ nhanh cho mọi người vậy thôi ha. Và một lần nữa thì mình kêu gọi các bạn là hãy mua bông ha. Cũng chung là bữa nay với ngày mai nữa là cũng là đón giao thừa rồi. Nó thì mình cũng xin được mến chào nha. Và chúc các bạn là năm mới là phát tài ha, phát lộc nha.